Xin chào các bạn, Khanh đã trở về lại Mỹ được 4 ngày rồi. Và sáng ngày hôm nay, khi thức dậy thì có một người nào đó bỏ cái tờ giấy này lên chiếc xe của Khanh, chiếc xe mà Khanh đang chạy bây giờ. Họ nói là họ muốn mua cái chiếc xe này, thì Khanh mới tò mò. Và sáng ngày hôm nay Khanh gọi cho họ hỏi là họ chịu trả bao nhiêu. Thì họ nói là họ chịu trả $500. Thì cái việc này nó mới làm cho Khanh nhớ về mười mấy năm trước, lúc mà Khanh mới khởi nghiệp, lúc đó là không có tiền đổ xăng. Thì Khanh chạy cái chiếc xe cũ của Sonata. Và cái chiếc xe đó kiến thì bị bể, ở trong xe thì không có máy lạnh. Nhưng chiếc xe đó đã theo Khanh hết mấy năm trời, từ thành phố này qua thành phố kia, tiểu bang này qua tiểu bang kia. Và Khanh đã từng ngủ lại ở trong chiếc xe đó rất là nhiều lần. Và cái thời điểm đó, cái chiếc xe ước mơ của Khanh là xe Ferrari. Và ngày nào Khanh cũng cứ ước là một ngày nào đó mình có thể mua được chiếc xe Ferrari. Rồi sau khi mà Khanh phát triển thì Khanh bán cái chiếc xe cũ Sonata đó được $500. Và Khanh trải qua một cái giai đoạn là Khanh đổi xe liên tục. Mấy đời xe Mercedes, mấy đời xe BMW, rồi tới supercar như Aston Martin, iX và Ferrari. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà Khanh chạy những cái chiếc xe hiệu đó, đó thì thật sự Khanh cũng không có được thoải mái. Nhưng mà cả nhà mình có biết không, tại vì lớn lên cực quá, cho nên khi mà có một tí xíu tiền thì Khanh cảm thấy là giống như mình cần phải thể hiện, mình cần phải chứng minh cho những người xung quanh là mình làm được, mình thành công rồi. Nhưng mà các bạn có biết không, trong cái giai đoạn đó cũng là cái giai đoạn mà Khanh cảm thấy mình gồng cự rất là nhiều. Và nhiều khi Khanh cảm thấy rất là mệt mỏi. Hiện tại bây giờ, ngoài công việc ra, cái chiếc xe mà Khanh thích chạy nhất và chạy mỗi ngày chính là cái chiếc xe cũ Honda mà người ta trả giá $500 này. Chiếc xe này chạy rất là thoải mái, rất là êm. Và mỗi khi mà Khanh chạy thì cũng chả có ai quan tâm đến mình. Cả nhà mình nghe cái câu chuyện nó có mắc cười không? Chạy xe $500 thì lại ước mơ về xe đẹp. Khi có xe đẹp rồi không được thoải mái thì lại thích chạy xe xứng đáng $500. Cả nhà mình có biết ai giống như Khanh không nè?